Hello các bạn, đến kênh Tony Vlog. Chào các bạn đến với kênh Tony Vlog. Mà một khi các bạn thấy kênh Tony Vlog, mỗi cái video của nó khi xuất hiện đều là mang cái ý nghĩa tròn. Anh Vinh, con Phương nó mới nuôi cá, mấy con cá đẹp dữ lắm. Bây giờ mình bắt con cá của nó, mình cho nó đi anh Vinh. Thì đó, cái video này chủ yếu là tròn Tiểu Phương, đúng không? Thành ngáo tròn giết nó khôn rồi, cho nên lần này là tới Tiểu Phương. Bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một gọi là gì ta, cái xô với cái ca múc cá đó, ngay lúc Tiểu Phương đi tụ trường chưa có về, chúng ta sẽ đi qua cái hồ của nó, vớt hết cá của nó thả vào trong này. Khi nó về nó không thấy cá, phản ứng của nó ra sao? Khoan, anh bắt cá vậy đâu có được đâu. Mình thả con rùa vô cái hồ của nó, khi nó đi tụ trường về nó thấy con rùa ăn hết cá của nó. Wow, được. Các bạn thấy không, cá bảy màu của con Tiểu Phương nhóc cái tần á, vớt mấy con cá đẹp đẹp đấy quá. Nó khôn quá, trốn dưới luôn rồi cho nên. Tè đi, nó đi về là mày mệt đó nghe cô. Khôn quá trời ơi. Ủa, mày là gì vậy? Mày vớt cá hay mày vớt lá cây vậy? Nó khoảng gần 10 phút mới được con, tê mốt luôn. Nãy giờ anh Vinh bắt được có 2 con à, chứ mấy con cá con nữa. 5 minutes later. Anh Vinh, em vớt cá hết trơn của con Tiểu Phương nè, nó nằm trong đây nè. Đó, mà tất cả mấy con cá bự của Tiểu Phương đều đã bị chúng tôi vớt hết bỏ ngoài này rồi nè mọi người. Đó, mọi người có thấy không? Hey, bây giờ bước tiếp theo là con rùa. Rùa anh, rùa đâu ai? Rùa thả núi mày nè. Rùa mày thả trên núi làm gì vậy đại ca? Cứ giữ nữa, rùa anh để trên núi. Thả vô. Chìm xuống rồi kìa. Tiểu Phương ơi, sao tôi thấy cái hồ cá của mày không còn con cá nào hết trơn vậy? Bộ mày chuyển hồ cá đi đâu hả? Có đâu. Chạy coi thử coi. Run. Đi. Rõ thường là nhóc con cá luôn á. Cái gì kỳ vậy? Có cái vụ gì đang xảy ra ở đây vậy? Con cá của em đâu mất tiêu luôn rồi nè. Em biết con cá, trời ơi, con rùa của anh này, con rùa của anh mượn, sớm giờ đang lau cái hồ rùa cho nên thả ké con rùa vào cái hồ của Tiểu Phương. Ủa, cá không còn con nào hết trơn vậy? Thôi chết rồi, quên, nhớ lộn, con rùa này nó ăn chay, ai ngờ đâu hôm nay nó ăn mặn, nó đi ăn thịt cá. Chết rồi, cái hồ này là của cha con Phương, ổng khó dữ lắm. Rồi biết làm sao bây giờ? Cha em đi nhậu về ha, cha em biết, cha em đánh em chết. Chết cái gì mà chết? Bây giờ anh bắt quá, anh mua cá ở trên cầu lãnh về anh thả vô lại thôi. Không có được đâu. Tại sao không được? Cái này á, cha em xin từ chú của em á, anh mua cũng không được đâu. Anh Vinh đi cầu lãnh mua cá về trả cho mày, giờ mày còn đòi cái gì nữa? Không có được đâu, ở trên cầu lãnh á, trên tiệm anh ta ấy sushi, chứ ở đây anh mua về đâu có sushi đâu mà nó sống. Đúng rồi, thôi chết rồi, trời ơi, tại cái con rùa này nè, hôm nay nó ăn thịt cá mà hồi đó giờ cứ nhớ lộn là nó ăn cỏ, nó ăn lá cây, nó ăn lục bình, nó ăn chay. Thôi rồi, không mấy bây giờ cưng lấy đỡ con rùa cưng nuôi đi chứ. Trời ơi, cha em nuôi cá chứ đâu có nuôi rùa đâu. Anh Vinh đưa cho em con rùa này để làm gì? Chuyện gì nó xảy ra nó cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ bắt con rùa đi, không biết bắt con rùa đi. Rồi cưng muốn giải quyết con rùa này như thế nào đó, cưng giải quyết. Rồi, bỏ đi. Rồi, tạm biệt Tiểu Phương. Bắt con rùa đi. Bắt con rùa đi. Đi. Vậy đó. Chứ giờ con rùa ăn thịt cá thì con Phương ăn thịt lại con rùa quệ. Chứ còn đổi gì nữa các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp các bạn những video sau của Tony Vlog nha. Nhớ đăng ký kênh, nhớ bấm cái chuông để theo dõi nha. Bye bye.